Hello everyone and welcome back. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Anh online của trung tâm ECE. Và hôm nay chúng ta sẽ bước vào học phần thứ hai của chương trình học, đó là chương trình ôn luyện theo sách Starter TOEIC. Và trên màn hình mình có hình ảnh của sách Starter TOEIC. Không biết rằng tất cả các bạn đã trang bị cho mình quyển sách này chưa ạ? Mình rất là hy vọng mỗi người chúng ta nên trang bị cho mình một quyển sách để mình có thể vừa học trong sách, ghi chú và highlight những từ vựng luôn. Bất cứ khi nào chúng ta muốn học thì mình chỉ cần dở sách ra học là có đầy đủ hết các bạn ha. Và trong chương trình học theo sách Starter TOEIC này, trung tâm sẽ chia thành 3 phần. Phần đầu tiên đó là phần listening. Thì đối với phần listening này, các bạn dựa vào kiến thức mà mình đã giới thiệu về phương pháp nhận dạng từng bài nghe và phương pháp luyện nghe từng phần theo phần nghe trong bài thi TOEIC. Các bạn vận dụng kiến thức đó, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời 4 phần nghe trong sách Starter TOEIC và sau đó các bạn trả lời đáp án trên trang web của trung tâm để trung tâm điểm danh các bạn ha. Và sang phần thứ hai đó là phần ngữ pháp. Thì đối với phần ngữ pháp này, trong sách Starter TOEIC chúng ta có 12 bài tương ứng với 12 điểm ngữ pháp mà chúng ta đã được học trong học phần trước rồi. Thì cứ mỗi bài như vậy mình sẽ ôn lại một chút xíu về ngữ pháp của bài đó để giúp chúng ta làm bài tập và điền từ. Và phần cuối cùng là chúng ta sẽ sang phần reading. Thì ở phần reading này chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài, tìm hiểu từ mới, cấu trúc mới và sau đó sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi và tìm hiểu những cái cách mà để chúng ta làm bài reading thật là nhanh nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một khóa học thật là vui. Và bây giờ chúng ta bước vào bài đầu tiên của sách Starter TOEIC, bài số 1. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai là phần ngữ pháp. Và ngữ pháp của ngày hôm nay chúng ta sẽ học phần auxiliary verbs, trợ động từ. Thì đối với trợ động từ chúng ta có 3 trợ động từ chính. Các bạn còn nhớ không ạ? Đó là động từ to be, to do và to have. Thì đây là 3 trợ động từ chính. Tuy nhiên nó vừa đóng vai trò là động từ chính trong câu, vừa đóng vai trò làm trợ động từ. Và khi nó làm trợ động từ thì nó luôn luôn được chia theo ngôi của chủ từ. Các bạn lưu ý ha. To be, to do và to have luôn luôn phải chia theo ngôi của chủ từ. Và sau trợ động từ đó luôn luôn là dạng nguyên mẫu, dạng verb in hoặc là dạng thêm ed. Ngoài ra chúng ta còn có thêm những trợ động từ khác như là will, shall, must, should, ought to, vân vân. Thì những trợ động từ này chúng ta luôn luôn giữ ở dạng nguyên mẫu và không chia theo ngôi. Các bạn lưu ý ha, không chia theo ngôi đối với những trợ động từ như will, shall, must, should. Và sau đó luôn luôn là động từ nguyên mẫu. Động từ chính của nó luôn luôn phải là động từ nguyên mẫu. Rồi vậy thì mình vừa mới nhắc lại sơ qua về phần ngữ pháp trợ động từ. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng kiến thức đó để làm bài tập các bạn ha. Các bạn lật sách Starter TOEIC trang 21. Chúng ta cùng nhau làm bài tập. Phần đầu tiên, phần A, hãy chọn những từ hoặc cụm từ đúng nhất để hoàn thành câu. Câu số 1, anh ta có lẽ có được một công việc tốt. Vậy thì có lẽ có được, các bạn chọn đáp án nào các bạn ha. Mình vừa mới học xong trợ động từ. Thì đối với những trợ động từ chúng ta không chia theo ngôi, thì ở đây trợ động từ may không chia theo ngôi và sau đó là một verb nguyên mẫu. Vậy thì đáp án chính xác là câu D, may get. Câu thứ hai, if he had time, nếu như anh ta đã có thời gian. Thì khi mà đọc cái vế mệnh đề if này các bạn sẽ dễ dàng nhận biết đây là câu điều kiện. Câu điều kiện loại 3 các bạn ha. Đây là câu điều kiện loại 3. Vậy thì vế thứ hai của nó sẽ là he could have joined us. Đáp án chính xác là câu C. Câu thứ ba, he asked her. Các bạn thấy sau chỗ trống mình có từ you like. Đây là một cái công thức mời mọc, thì khi bất cứ khi nào các bạn thấy có chữ you like, các bạn luôn luôn chọn đáp án là câu C. Would you like some more coffee? Bạn có muốn thêm cái gì đó không? Đây là một công thức mời mọc và bên cạnh đó chúng ta học được thêm một cụm từ would like to, cộng verb nguyên mẫu hay mình gọi là verb không ha. Would like to, verb nguyên mẫu là muốn làm gì đó. Và nó bằng với lại would rather. Tuy nhiên would rather thì sau đó mình cộng với verb nguyên mẫu luôn, không có to. Mình nhắc lại ha, would like to cộng verb nguyên mẫu bằng would rather cộng verb nguyên mẫu, muốn làm gì. Câu thứ tư, đây là một câu suy luận, các bạn lưu ý ha. Đứa trẻ này thì không thể nào đói được bởi vì nó vừa mới uống sữa mà. Câu suy luận không thể nào đó được bởi vì đã uống sữa rồi. Vậy thì không thể nào là đáp án câu A, cannot.
Chúng ta qua phần B, cũng tương tự như vậy, các bạn chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu. Thì đây là một cái đoạn văn hơi ngắn, mình sẽ đọc bài và các bạn dò, mình ghi chú những điểm quan trọng trong bài ha. Important, please keep, các bạn highlight cho mình cụm từ please keep. Please keep, xin hãy giữ cho cái gì đó. Và các bạn lưu ý mình có cái cụm từ là please, khi mình yêu cầu nhờ vả ai đó một việc gì thì mình dùng please cộng với lại một verb nguyên mẫu, các bạn lưu ý ha. Sau chữ please luôn luôn là verb nguyên mẫu. Please keep this medicine, các bạn highlight luôn cho mình chữ medicine là thuốc uống. Và mình có nguyên cụm từ học luôn, cụm từ này là take medicines, uống thuốc. Take medicines, uống thuốc. Tiếp theo các bạn highlight luôn chữ refrigerated, làm lạnh. Động từ làm lạnh. Và nguyên cái câu please keep this medicine refrigerated là mình có nguyên cái công thức keep cộng object cộng với lại verb 3 hoặc là tính từ. Thì đây là một công thức mang nghĩa bị động, giữ cho cái gì được làm như thế nào các bạn ha. Nguyên câu này là giữ cho cái thuốc được làm lạnh. Các bạn nhớ mình có công thức bị động keep cộng object cộng verb 3 hoặc là tính từ. Rồi tiếp theo câu số 1, do not, xin đừng có bảo quản ở nhiệt độ trên 15 độ C. Bảo quản hoặc là trữ ở nhiệt độ trên 15 độ C. Sau do not luôn luôn phải là một verb nguyên mẫu. Vậy thì các bạn chọn đáp án B hay D các bạn ha. Xin đừng bảo quản ở nhiệt độ trên 15 độ C. Bảo quản chúng ta còn chọn đáp án là câu B, store. Tiếp theo, keep out of the reach. Các bạn highlight luôn cho mình nguyên cụm từ keep out of the reach là giữ tránh xa tầm tay. Và mình có keep out of là động từ tránh xa cái gì đó. Và reach, mình có hai nghĩa, danh từ là tầm với và động từ là với tới. Keep out of the reach, giữ tránh xa tầm tay. Thì mình thường hay thấy cụm từ này trên những cái bao thuốc hoặc là những cái bao hướng dẫn sử dụng các bạn ha. Giữ tránh xa tầm tay của ai đó ha. Keep out of the reach of children and do not. Rồi chúng ta lại gặp thầy chữ do not trước chỗ trống thì sau đó luôn luôn phải là một verb nguyên mẫu. Vậy thì verb nguyên mẫu ở đây chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là câu B, give. Do not give to children under 6 years old. Giữ tránh xa tầm tay trẻ em và đừng đưa cho trẻ em dưới 6 tuổi. In case of, các bạn highlight luôn cho mình cụm từ in case of là phòng khi hoặc là trong trường hợp. Nó bằng với cụm từ in the event of. In the case of bằng in the event of, phòng khi hoặc trong trường hợp. Các bạn highlight luôn chữ overdose là danh từ quá liều. Overdose, quá liều. Take, mình học luôn được một cụm từ take somebody to somewhere các bạn ha. Take the patient to the emergency room. Take somebody to somewhere, đưa ai đi đâu đó hoặc là mang cái gì tới đâu các bạn ha. Rồi các bạn highlight luôn cho mình cụm từ emergency room là phòng cấp cứu. Emergency room, phòng cấp cứu. Và emergency là khẩn cấp. Các bạn tiếp theo các bạn highlight luôn ha. Chữ immediately là trạng từ ngay lập tức. Immediately, ngay lập tức. Tiếp theo consult, tư vấn hoặc là tham vấn. Consult, tư vấn, tham vấn. Consult your doctor if you have already taken other medication. Các bạn highlight luôn cho mình cụm từ là take medication. Thì cụm từ này nó đi chung với nhau, nó cũng bằng với lại cụm từ take medicines các bạn nha. Take medicines bằng take medication. Tiếp theo chúng ta sang phần C, điền từ vào chỗ trống với một từ thích hợp. Câu số 1, the government want to accelerate. Các bạn highlight cho mình chữ accelerate là tăng tốc, động từ tăng tốc. Rồi các bạn thấy trước chỗ trống mình có chữ the, một mạo từ the, thì các bạn lưu ý đối với những mạo từ a and the thì sau đó chúng ta luôn luôn phải cộng một danh từ gốc. Vậy thì danh từ gốc là danh từ như thế nào các bạn lưu ý ha. Ở đây mình có từ growing. Growing nó cũng là danh từ, tuy nhiên nó là danh động từ mượn verb in. Còn từ growth, đáp án D là danh từ gốc. Từ nguyên gốc của nó là growth và nó không cần thêm bớt bất cứ cái nào. Vậy thì sau mạo từ này luôn luôn cộng danh từ gốc. Đáp án chính xác là câu D. Câu thứ hai, xin hãy dành thời gian để chuẩn bị cho sự thành công của buổi phỏng vấn của bạn. Vậy thì các bạn thấy sự thành công ở đây mình chọn đáp án là câu C hay câu D các bạn ha. Sự thành công mình cần ở đây là một danh từ. Vậy thì đáp án là câu nào các bạn? Các bạn lưu ý nha.
Rất nhiều bạn hay nhầm lẫn ở câu này, các bạn thấy câu D succession, các bạn cứ thấy đuôi sình, các bạn chọn nó là danh từ, nghĩ nó là danh từ sự thành công. Tuy nhiên các bạn lưu ý, mình có động từ là succeed. Động từ này nó có hai nghĩa, succeed, động từ thành công, thì khi chuyển thành danh từ nó sẽ là success, sự thành công. Và từ succeed khi nó mang nghĩa là kế tiếp thì chuyển thành danh từ sẽ là succession, sự kế tiếp. Các bạn lưu ý ha. Vậy đáp án chính xác ở đây của chúng ta là câu C, success. Câu thứ ba, America depends on, các bạn highlight cho mình cụm từ depends on là bằng với lại rely on hoặc là look to, dựa vào hoặc là phụ thuộc vào. Depends on, dựa vào, phụ thuộc vào, bằng rely on, bằng look to. Và tiếp theo các bạn lưu ý, ở đây mình có câu số 3 này, từ mình cần điền đứng ngay đầu câu và tách biệt với phần còn lại bởi một dấu phẩy. Vậy thì loại từ nào chúng ta cần dùng để đứng ngay đầu câu, tách biệt với phần còn lại bằng dấu phẩy các bạn ha? Đó là loại từ trạng từ, đúng rồi. Câu đáp án chính xác là câu D. Câu số 4 các bạn highlight cho mình chữ đầu tiên, sustainable. Sustainable là tính từ ổn định. Vậy thì mình sẽ dịch nghĩa luôn câu này ha. Năng suất ổn định là định hướng chìa khóa then chốt. Định hướng, các bạn highlight cho mình luôn chữ indicator là định hướng, là định hướng then chốt của sự phát triển nền kinh tế lâu dài. Long term là lâu dài hoặc dài hạn. Long term health, sự phát triển lâu dài. Vậy thì năng suất ở đây mình cần điền là từ nào các bạn ha? Năng suất, danh từ năng suất, đáp án chính xác là câu D, productivity, năng suất. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ 3, incomplete sentences. Ở phần thứ 3 này các bạn vui lòng lật sách Starter TOEIC trang 53. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập bằng cách chọn những từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống, hoàn thành những câu chưa hoàn chỉnh. Rồi, chúng ta cùng nhau làm bài tập. Các bạn nhìn vào sách trang 53. Câu số 1, tôi buộc phải đi đến bưu điện vào sáng nay. Thì các bạn thấy sau chỗ trống mình có động từ chính là go. Vậy thì ngay chỗ trống đó mình cần làm một trợ động từ tôi buộc phải. Các bạn chọn đáp án là câu C, I must go to the post office this morning. Câu thứ 2, tôi không nghĩ rằng trời sẽ mưa, tuy nhiên nếu như nó thật sự mưa thì xin hãy tắt máy móc. Các bạn thấy chỗ trước chỗ trống mình có chủ từ là it và mình có 4 đáp án ở đây, mình có một trợ động từ do và động từ chính là rain. Vậy thì nếu các bạn lưu ý mình có cách dùng của trợ động từ do như sau. Trợ động từ do hoặc là does được dùng trong câu khẳng định, dùng để nhấn mạnh các bạn ha. Nhưng mà nếu như nó thật sự mưa thì ở đây tuy nhiên nếu thật sự mưa vậy thì sẽ là if it, đối với lại chủ từ là it, vậy thì động từ do ở đây chúng ta sẽ chia theo ngôi thứ ba số ít là does. If it does rain, các bạn chọn đáp án là câu C, does rain. Và các bạn lưu ý mình đã chia ngôi của trợ động từ rồi thì động từ chính chúng ta không được chia nữa các bạn ha. Câu số 2, đáp án C. Câu số 3, Ken should have studied harder. Các bạn highlight cho mình cụm từ should have studied. Thì đây là cụm từ của hình thức giả định. Should have thì cộng với lại verb 3, hình thức giả định. Lẽ ra đã nên làm gì đó. Should have cộng verb 3, lẽ ra đã nên. Vậy thì ở đây câu này nghĩa là Ken lẽ ra đã nên học hành chăm chỉ. Anh ta lại trượt kỳ thi một lần nữa các bạn. Mình lưu ý chữ again này các bạn ha. Nếu như mà đậu một lần nữa thì không ai nói làm gì, nhưng mà lại trượt thêm một lần nữa. Vì vậy nghĩ chính xác ở đây chúng ta chọn đáp án là câu C, fail. Câu số 4, đây cũng là một câu suy luận các bạn dựa vào nghĩa ha. Cái áo khoác da màu đen này thì không thể nào là của Harley được. Không thể nào, suy luận, các bạn chọn đáp án là câu B, can't. Câu số 5, các bạn thấy sau chỗ trống mình có từ like to, vậy thì các bạn sẽ dễ dàng chọn ngay được đáp án ở đây là câu C, would. Và chúng ta nhớ công thức ha, would like to là mong muốn, nó là thể lịch sự của want, động từ want cũng có nghĩa là muốn, tuy nhiên nó mang tính chất là mạnh hơn, và muốn là muốn mang nghĩa ra lệnh, muốn là phải được, còn would like to dùng để nhờ vả người khác, nó lịch sự hơn. Would like to, tôi mong muốn được làm cái này, tôi mong muốn được làm cái kia. Rồi câu số 6, tôi bị cháy túi hết tiền rồi, bạn có thể cho tôi mượn tiền được không? Vậy thì tôi bị hết tiền rồi, các bạn chọn đáp án là câu nào các bạn ha?
I'm broke. Chọn đáp án B. Broke thì các bạn thông thường ở đây là tôi bị hết tiền. Các bạn hay chỉ biết từ broke là bị bể, bị gãy hoặc là bị chấn thương thôi các bạn ha. Tuy nhiên ở đây từ broke nó là tính từ chứ không phải là động từ. I am broke nghĩa là tôi bị hết tiền. Câu số 6 chọn đáp án C. Câu số 7 I'd rather thì các bạn thấy ở đây nó là dạng viết tắt của từ would rather và would rather mong muốn, vậy thì sau đó nó luôn luôn cộng với lại một verb, verb nguyên mẫu, vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án là câu B. Câu số 8. Mất hết hứng thú trong công việc làm ăn nên Kimberly gần đây đã nghỉ hưu. Các bạn thấy trước chỗ trống mình có cụm từ là has recently và sau đó thì mình luôn luôn cộng với lại một verb, verb 3 và chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là câu A, retired. Câu số 9, đây là một câu dựa vào nghĩa để chọn đáp án chính xác. Các bạn lưu ý nghĩa của nó ha. Mandolin chắc hẳn là rất mệt, vì vậy cô ấy đang nằm trên ghế sofa và đáp án chính xác là câu B, lying. Câu số 10, đây là mẫu đơn xin việc bạn nên điền vào. Mẫu đơn xin việc là application form, các bạn ghi chú ha, application form, mẫu đơn xin việc. Vậy thì đối với những mẫu đơn form, application form hoặc là bất cứ một cái form nào thì các bạn luôn luôn chúng ta đi chung với lại cụm từ fill out là điền vào. Cứ thấy mẫu đơn thì chúng ta sẽ là điền vào, fill out. Vậy thì bạn nên điền vào, chúng ta cần một trợ động từ ở đây, đó là câu B, should. Câu số 11, bạn không nên nói dối. Vậy thì chúng ta có hai từ để diễn tả từ nên, đó là từ should. Và từ should sẽ bằng với lại là had better. Và chúng ta lưu ý should not thì sẽ là had better not. Do đó chúng ta chọn đáp án chính xác là câu B, had better not. Câu số 12, khi anh ta còn trẻ, anh ta đã ngồi dưới gốc cây này. Vậy thì khi anh ta còn trẻ là when he was young. Chọn đáp án A. Và các bạn lưu ý một số bạn có thể chọn câu D, when he was child. Tuy nhiên các bạn lưu ý, child ở đây là danh từ đếm được. Vậy thì nếu đối dùng với lại một danh từ đếm được, chúng ta cần phải có một mạo từ, phải là when he was a child thì mới được các bạn nha. Câu số 13, trước khi bà ấy mất thì cái người đàn ông lớn tuổi này đã từng đi bộ với vợ của ông ấy. Vậy thì đã từng, các bạn thấy sau chỗ trống mình có từ to rồi, đã từng là used to, chọn đáp án A. Câu số 14, chị gái của tôi hy vọng bạn sẽ chấp nhận lời mời của chị ấy. Vậy chấp nhận, các bạn chọn câu A hay câu B ạ? Accept or accept? Đáp án chính xác là câu A, accept. Và các bạn lưu ý mình phân biệt giữa câu A và câu B ha. Accept là chấp nhận, còn accept là ngoại trừ. Câu 15. Anh ta đã bảo cô ấy làm gì sáng hôm nay thì bảo ai đó làm gì? Các bạn chọn đáp án nào các bạn ha. Sau đây mình sau chỗ trống mình có một tân ngữ là her rồi mà mình có bốn đáp án say, tell, speak, question. Vậy thì câu D thì hoàn toàn question, hoàn toàn trái sai nghĩa ở đây. Chỉ còn lại A, B, C. Các bạn lưu ý mình phân biệt ba trường hợp này ha. Thứ nhất, say thì các bạn phải là say something to somebody. Và tell thì phải là tell somebody something. Mình không có giới từ to nữa ha. Và speak bằng với lại từ talk. Speak or talk something to somebody hoặc là with somebody. Vậy thì sau chỗ trống mình có tân ngữ là her. Thì từ cần mình cần điền ở đây là câu B, tell her. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ tư, incomplete text. Các bạn vui lòng lật sách StarterTOEIC trang 56. Đối với những phần đoạn văn chưa hoàn chỉnh này thì chúng ta sẽ chọn những đáp án chính xác nhất để điền vào chỗ trống hoàn thành từng đoạn văn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ học thêm một số từ hoặc cụm từ mới trong đoạn văn. Do đó các bạn ghi chú vào sách luôn ha. Các bạn chuẩn bị bút highlight và ghi chú vào sách. Chúng ta bước sang bài đầu tiên, text number 1. Dear Mr. Dibini, the pencil's medical practice invites you to make an appointment. Các bạn highlight cho mình cụm từ make an appointment là sắp xếp một cuộc hẹn. Và mình có những động từ đi chung với appointment, ví dụ như make, schedule, arrange. Và mình có thêm là make an appointment, schedule an appointment, arrange an appointment.
Và bên cạnh đó mình cũng có thể dùng là make a meeting, schedule a meeting, arrange a meeting, sắp xếp một cuộc hẹn hoặc là sắp xếp một cuộc họp. Và câu thứ nhất này thì là trung tâm y tế Penzance mời bạn tham gia đặt một cuộc hẹn để khám sức khỏe tổng quát. Khám sức khỏe tổng quát các bạn lưu ý ha. Vậy thì mình sẽ chọn là câu đáp án. Câu B, examination là cuộc khám kiểm tra sức khỏe tổng quát. Examination. Còn câu A, exams là bài kiểm tra ở trường của chúng ta. Câu C, quiz là kiểm tra hoặc là thi vấn đáp. Quiz, kiểm tra vấn đáp. Câu D, test là kiểm tra từng phần. Mình nhắc lại ha, exams là kiểm tra ở trường. Examination, kiểm tra tổng quát. Quiz, kiểm tra vấn đáp. Test là kiểm tra từng phần. Tiếp theo, after the age of 40, we recommend, các bạn highlight luôn cho mình chữ recommend. Và nó có những từ đồng nghĩa như là recommend, suggest, advise là khuyên bảo đề nghị. Recommend, suggest, advise, khuyên bảo đề nghị. We recommend that you have a full physical every year. Our record, các bạn highlight luôn cho mình chữ record. Nó vừa là danh từ, vừa là động từ. Danh từ record là hồ sơ, động từ record, ghi chép. Các bạn lưu ý ha, mình có hai cách đọc danh từ. Cứ danh từ thì mình nhấn âm thứ nhất và động từ mình nhấn âm thứ hai. Danh từ hồ sơ record, động từ ghi chép record. Rồi, our record show that you recently. Các bạn lưu ý trước chỗ trống này mình có recently. Vậy thì sau chỗ trống mình chọn là đáp án nào các bạn ha. Các bạn lưu ý ở đây, mình có một dạng là have cộng với lại recently, cộng với lại verb 3. Đó là thể chúng ta hay dùng trong thì hiện tại hoàn thành. Have hoặc là has cộng recently cộng verb 3. Tuy nhiên ở đây mà là dạng lược giảng của tiếng Anh Mỹ các bạn ha. Tiếng Anh người Mỹ người ta hay lược giảng từ have đi. Chỉ còn lại là recently cộng với lại verb 2 thôi các bạn nha. Các bạn lưu ý là verb 2, recently cộng verb 2 là thể lược giảng. Còn đầy đủ của chúng ta sẽ phải là have hoặc là has cộng recently cộng verb 3. Vậy thì ở đây chỉ có mỗi một mình từ recently. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là câu A, celebrated. Và ở đây nếu như bạn nào chọn đáp án B thì hoàn toàn sai, cũng không được các bạn nha. Tại vì từ recently ở đây phải đứng giữa từ have và verb 3, mà câu B thì không được các bạn ha. Tiếp theo, however, it is over 7 years since your last appointment with our clinic. If you contact the Penzance Medical Practice before September 15, you will be able, các bạn highlight cho mình cụm từ là be able là có thể. Vậy thì bạn sẽ có thể tận dụng. Có thể các bạn sẽ dùng là từ can cũng được. Tuy nhiên từ will và từ can đều là những trợ động từ khiếm khuyết. Nó không thể nào đi chung với nhau, hai trợ động từ khiếm khuyết đi chung với nhau được. Do đó chúng ta sẽ mượn tính từ able và thêm trọng từ to be. Will be able, sẽ có thể. Tiếp theo các bạn highlight luôn cho mình cụm từ take advantage. Và mình đu luôn đi với giới từ là of. Chọn đáp án C, take advantage of là tận dụng, lợi dụng. Take advantage of, tận dụng, lợi dụng. Và các bạn highlight luôn cho mình chữ check up. Đây là danh từ, một cụm danh từ buổi kiểm tra. Check up, buổi kiểm tra. Tiếp theo, in this medical we will check blood pressure. Các bạn highlight luôn cho mình chữ blood pressure là huyết áp, danh từ huyết áp. Vậy, blood cholesterol and blood sugar for a small extra charge. Các bạn highlight luôn cụm từ extra charge là chi phí thêm. Và mình lưu ý các bạn phân biệt giữa từ charge và từ cost. Charge ở đây là phí nhưng chúng ta dùng cho ngành dịch vụ. Những cái phí dịch vụ như là phí khách sạn, phí nhà hàng, phí tàu xe thuộc về lĩnh vực dịch vụ. Còn từ cost là chi phí nhưng là chi phí chúng ta dùng hàng ngày, chi phí lặt vặt, mình mua cái này mua cái kia, dùng là cost. Còn charge là chi phí cho ngành dịch vụ, cho khách sạn, nhà hàng. Và chúng ta học thêm được một cụm từ là free of charge là miễn phí hoàn toàn. Bên cạnh đó chúng ta có thể bổ nghĩa thêm, dùng hai trạng từ để nhằm tăng thêm cái mức độ của cụm này, đó là absolutely và completely. Khi mà chúng ta nói là completely free of charge là hoàn toàn miễn phí, hoặc là miễn phí một cách hoàn toàn.
Tiếp theo các bạn highlight cho mình chữ offer là danh từ lời đề nghị hoặc là khuyến mãi. Đồng thời các bạn highlight luôn cụm từ at your earliest convenience. Ngay khi bạn thuận tiện nhất. At your earliest convenience, ngay khi bạn thuận tiện nhất. Vậy thì câu thứ tư này các bạn thấy sau chỗ trống mình có một giới từ là in. Nếu như bạn quan tâm đến lời đề nghị khuyến mãi này, xin hãy gọi cho trung tâm y tế ngay khi mà bạn thuận tiện nhất. Nếu như bạn thật sự quan tâm là cái gì in các bạn ha, mình cần một tính từ ở đây đi với giới từ in, quan tâm là interested in. Chọn đáp án chính xác là câu C, interested. Tiếp theo chúng ta sang bài văn thứ hai, text number 2. Các bạn chú ý trên sách Data TOEIC trang 57, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài và ghi chú những điểm quan trọng. It is important to stretch both before and after exercises. Các bạn highlight cho mình chữ stretch là động từ co duỗi. Stretch, động từ co duỗi. Many fitness experts say that stretching after you exercise is actually more important than before. Các bạn highlight luôn cho mình chữ expert là chuyên gia, danh từ chuyên gia và nó bằng với specialist bằng professional. Expert, chuyên gia bằng specialist bằng professional. Tiếp theo, however, many people do not bother stretching after they work out. Các bạn highlight cho mình chữ work out. Nó là cụm danh từ kép sự luyện tập thể dục thể thao. Work out, sự luyện tập thể dục thể thao. Tiếp theo câu 5. Ở đây chúng ta thấy họ bởi vì họ nói rằng họ quá mệt mỏi. Tính từ quá mệt mỏi dành cho người, các bạn sẽ chọn đáp án là câu A hay câu C các bạn ạ. Câu C, đáp án chính xác là câu C các bạn ha. Bởi vì họ nói rằng họ quá mệt mỏi. Tính từ dành cho người thì thông thường những tính từ này, những động tính từ này sẽ luôn luôn là ở dạng thêm ed. They say that they are too tired or they just forget. Stretching has many benefits. For example, các bạn highlight cho mình cụm từ for example bằng for instance. Ví dụ, for example bằng for instance. It helps you avoid painful cramps in your muscle. Các bạn highlight luôn cho mình chữ painful là tính từ đau. If you don't stretch, you could have tight and sore muscles the next day. Các bạn highlight luôn cho mình chữ sore là làm đau. Sore, làm đau. Tiếp theo các bạn highlight cho mình chữ flexibility, danh từ sự linh hoạt. Flexibility, sự linh hoạt. Câu số 6 này mang nghĩa là nó sẽ giúp cải thiện sự linh hoạt của bạn. Giúp cải thiện, các bạn chọn đáp án là câu A, improve. Improve, cải thiện. Flexibility, sự linh hoạt. Tiếp theo, if you stretch after every workout, it will be easy to touch your toes. You might be surprised. Các bạn highlight luôn cho mình chữ surprise là ngạc nhiên. Surprise, ngạc nhiên. You might be surprised to know how many people. Bạn có lẽ sẽ bị ngạc nhiên để biết khi mà biết rằng có rất nhiều người không thể chạm đến ngón chân của họ, không thể chạm đến. Đây cũng là một câu suy luận dùng với lại cannot, không thể. Đáp án B. Finally, is it also a good way to relax and wind down after strenuous exercise? So be sure to. Vì vậy hãy chắc chắn có đính kèm thêm 10 phút. Vì vậy hãy chắc chắn kèm thêm 10 phút luyện tập co duỗi như là một phần bắt đầu và kết thúc của thói quen luyện tập hàng ngày của bạn. Vậy thì câu số 8 này, đính kèm hoặc là bao gồm thêm, các bạn chọn đáp án là câu C, include, đính kèm hoặc đính kèm hoặc là bao gồm, và nó sẽ bằng với những từ sau. Include bằng enclose bằng attach. Bao gồm hoặc là đính kèm. Include, enclose, attach, bao gồm, đính kèm. Và tiếp theo các bạn highlight luôn từ cuối cùng, routine. Routine là thói quen hoặc là công việc hàng ngày. Đó là danh từ, còn tính từ nó mang nghĩa là thường lệ. Routine, danh từ thói quen công việc hàng ngày. Tính từ thường lệ.
Tiếp theo chúng ta sang phần bài văn thứ 3. Text number 3, các bạn lật sang trang 58 sách Starter TOEIC. Red Cross December Blood Drive, các bạn highlight cho mình cụm từ Blood Drive, đợt hiến máu. Blood Drive, đợt hiến máu. Rồi câu số 9, các bạn thấy sau chỗ trống mình có từ like to, mong muốn cái gì đó thì các bạn thấy dễ dàng chọn được đáp án là câu C, would like to. The Red Cross would like to thank its regular donor. Các bạn highlight cho mình chữ donor, danh từ là người hiến tặng. Và chúng ta có thêm động từ là donate, hiến tặng. Donor, người hiến tặng. Donate, động từ hiến tặng. Tiếp theo các bạn highlight luôn cho mình chữ contribution. Contribution, sự đóng góp. Rồi tiếp theo, without your help. Các bạn highlight luôn cho mình chữ help, sự giúp đỡ, help, sự giúp đỡ. Without your help, we could not continue our good work. Every pink of blood that you donate allow us to help people in need. Các bạn highlight cho mình cụm từ people in need, người cần sự giúp đỡ. People in need, người cần sự giúp đỡ. Your blood saves lives. Our next blood drive will chuyến đi hiến máu tiếp theo sẽ được tiến hành hoặc là sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 12. Sẽ được tổ chức, các bạn chọn đáp án là câu B. Nói chính xác là câu B, thể bị động ở tương lai ha. Will be held. We are staying open late. Các bạn chú ý cho mình cụm từ staying open late. Thực chất đây không phải là hai động từ, mà mình có từ stay là một động từ chỉ tri nhát nhận thức, sau nó luôn luôn là một tính từ. Do đó open ở đây là tính từ chứ không phải là động từ, các bạn đừng hiểu nhầm ha. We are staying open late. Chúng tôi mở cửa muộn. Open later than, muộn hơn bình thường. Hơn bình thường là than usual, các bạn nhớ ha. Than usual, hơn bình thường. Chứ mình không dùng với lại từ regular. Mặc dù regular cũng là bình thường, nhưng từ than không bao giờ đi chung với regular, mà phải là than usual, hơn bình thường. Chúng tôi mở cửa muộn hơn bình thường, vì vậy những người làm việc có thể ghé qua. Các bạn highlight chữ drop by, ghé qua. Drop by, động từ, có thể ghé qua sau khi làm việc. Tiếp theo, if you are donated before, please bring. Các bạn còn nhớ cầm sau please, mình luôn luôn cộng với lại động từ, động từ nguyên mẫu. Please cộng động từ nguyên mẫu. Please bring your registration. Các bạn highlight luôn cho mình chữ registration, sự đăng ký hoặc là phiếu đăng ký. Registration. Tiếp theo, first time donors are also more than welcome. Please encourage. Các bạn highlight cho mình chữ encourage, động từ khuyến khích, động viên. Encourage, khuyến khích, động viên. Và chúng ta có hai thể. Thứ nhất, encourage somebody to do something, khuyến khích ai làm gì. Encourage somebody to do something, khuyến khích ai làm gì. Và thể thứ hai, somebody be encouraged to do something, ai đó được khuyến khích làm gì. Somebody be encouraged to do something. Tiếp theo, please encourage your friends and family member to come along to. Come along là đến cùng. Come along, đến cùng. Tiếp theo, giving up less than 1 hour of their time could give many more years of life to another. Thì các bạn thấy trước chỗ trống này mình có từ another là một cái khác, dùng với lại bổ nghĩa cho một tính danh từ số ít, một người khác. Vậy thì chúng ta sẽ chọn là person hay là people các bạn ha. Một người khác là person, another person, chọn đáp án C. Câu C. Và các bạn lưu ý ở đây mình có câu A, persons, mình thêm S thì nó bằng với là từ people, là nhiều người, mình dùng với lại nhiều người các bạn ha. Person không có S, dùng cho một người khác. Và person có S bằng với là people, dùng cho nhiều người. Vậy thì còn câu D, people mà thêm S, vậy thì sẽ là gì các bạn? Bạn đoán thử xem ha. Rất là ngạc nhiên, people thêm S đó là nhiều dân tộc. Các bạn lưu ý ha, people thêm S, nhiều dân tộc.
Tiếp theo chúng ta sang phần 5, Reading Comprehension, đọc hiểu. Thông thường đối với phần đọc hiểu này thì chúng ta không đọc hết bài. Các bạn lưu ý ha, chúng ta không đọc hết bài đọc, bởi vì khi đi thi chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, mà chúng ta sẽ đọc ngay xuống câu hỏi, xác định từ khóa của câu hỏi và quay ngược lên bài đọc để tìm từ khóa đó và dịch từ khóa đó, tìm đáp án đúng cho câu hỏi. Tuy nhiên, trong phần này bởi vì chúng ta mới vừa học cho nên mình sẽ đọc nguyên bài và mình sẽ chú thích những từ mới hoặc là những điểm chú ý quan trọng trong bài đọc. Sau đó chúng ta sẽ xuống đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi sau. Đầu tiên chúng ta sẽ bước vào phần bài đọc số 1, Reading number 1, Notice to all employees. Các bạn highlight cho mình cụm từ notice to. Danh từ là thông báo và động từ là chú ý đến. Notice, danh từ thông báo, động từ chú ý đến, và luôn luôn đi chung với lại giới từ to, thông báo hoặc chú ý đến tất cả nhân viên. As we enter, các bạn highlight cho mình chữ enter bằng với approach. Enter bằng approach, đến gần hoặc là bước vào. As we enter the cold and flu season, the management wants to remind. Các bạn highlight cho mình chữ remind là nhắc nhở. Và lưu ý, sau remind luôn luôn là một danh từ hoặc là một động từ thêm in. Remind, nhắc nhở, và sau nó luôn luôn là một danh từ hoặc là một động từ thêm in. Như các bạn thấy ở đây, remind on employees, sau nó là một danh từ. Rồi tiếp theo, remind on employees to wash their hands after using the restroom and before returning to work. This is especially, các bạn highlight luôn cho mình chữ especially bằng với lại particularly, trạng từ đặc biệt là. Especially bằng particularly, đặc biệt là. This is especially important for cooks, waiters and waitresses. Các bạn highlight cho mình chữ waiter là nhân viên phục vụ nam, và nó khác với lại waitress là nhân viên phục vụ nữ. As most of you are aware, các bạn highlight cho mình cụm từ are aware, và mình có nguyên cụm là be aware of, nhận thức, biết về một điều gì đó. Be aware of, nhận thức, biết về việc gì đó. As most of you are aware, germs, viruses and bacteria are passed on. Các bạn highlight luôn cho mình cụm từ passed on là thông qua hoặc chuyển qua, động từ chuyển qua. Mainly through hand contact. Here at the Happy Sandwich Restaurant, hygiene and cleanliness are our number one priority. Các bạn highlight cho mình chữ priority là sự ưu tiên, danh từ priority, sự ưu tiên. Tiếp theo các bạn highlight luôn chữ policy, chính sách. Policy, chính sách. Và thông thường khi nhắc đến chính sách thì chúng ta hay thường có lĩnh líu liên quan đến chữ priority. Chính sách dạng ưu tiên, chính sách 1, chính sách 2 có được ưu tiên hay không? Thì các bạn thông thường hay nhớ mình thường gặp hai cụm từ này đi chung với nhau. Và khi đi thi nếu thấy hai cụm từ này thì các bạn thường xuyên chọn là đúng hơn. Có xác suất của nó sẽ đúng nhiều hơn. Priority, sự ưu tiên, và policy, chính sách. Tiếp theo, the policy will be strictly enforced. Các bạn highlight cho mình chữ strictly, trạng từ một cách nghiêm khắc. Strictly, nghiêm khắc, và enforced, thực thi. Enforced, động từ thực thi. Và thông thường hai cụm từ này cũng đi chung với nhau luôn. Strictly enforced, việc thực thi một cách nghiêm khắc. Thank you for your attention. Các bạn highlight luôn cho mình chữ attention là sự chú ý. Attention, sự chú ý. Và mình có luôn một cụm từ pay attention to, chú ý vào việc gì đó. Attention, sự chú ý. Pay attention to, chú ý vào việc gì đó. Rồi chúng ta sang phần câu hỏi. Câu hỏi số 1. What is the name of the restaurant? Thì từ khóa ở đây là the name of the restaurant. Vậy thì khi mà nhắc đến the name of the restaurant, các bạn nhìn ngược lên, nhìn trong sách trang 25, các bạn nhìn trong sách trang 59, chúng ta nhìn ngược lên trên đoạn văn, dòng thứ 3 từ dưới chính tính lên. Here at the Happy Sandwich Restaurant. Vậy thì cái tên của nhà hàng này là gì các bạn ha? Chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là câu B. Đây, ở đây tại nhà hàng Sandwich Vui Vẻ thì việc vệ sinh và giữ gìn sạch sẽ là ưu tiên số 1 của chúng tôi.
Tiếp theo câu thứ hai, which season is approaching? Cái mùa nào đang đến gần? Từ khóa ở đây là season. Vậy thì các bạn nhìn ngược lên trên bài, trên đoạn văn các bạn sẽ thấy từ season ở ngay dòng đầu tiên. Ngay dòng đầu tiên của bài văn, as we enter the cold and flu season, the management want to remind all employees. Khi mà chúng tôi bước vào mùa lạnh và mùa cảm cúm thì ban quản lý yêu cầu tất cả, nhắc nhở tất cả nhân viên phải rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh và trước khi bước vào làm việc trở lại. Vậy thì mùa cảm cúm và mùa lạnh thì chúng ta suy luận một chút xíu, mùa nào thì nó lạnh và nó có hay bị cảm cúm các bạn? Mùa đông, chọn đáp án là câu C. Tiếp theo câu số 3, what is the restaurant's main priority? Vậy thì cái ưu tiên nào là chính của nhà hàng này? Chúng ta tìm ngay được từ khóa đây là priority. Vậy thì các bạn sử dụng từ khóa đó, nhìn ngược lên trên bài, priority ngay dòng thứ hai kế cuối mình có chữ priority, ngay cái hàng mà mình đã đọc rồi các bạn ha. Here at the Happy Sandwich Restaurant, hygiene and cleanliness are our number one priority. Ngay tại nhà hàng sandwich vui vẻ này thì phép vệ sinh và sự sạch sẽ là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Vậy thì dễ dàng chọn được đáp án ở đây là câu D, hygiene and cleanliness. Tiếp theo chúng ta sang bài đọc thứ 2, reading number 2. Các bạn lật sách Starter Toast trang 60. Dear Mr. Thompson, this is just a short email to update you on your medical test result from your physical examination on January 10th. Các bạn highlight cho mình chữ update, động từ cập nhật, update. Và các bạn lưu ý mình không đọc update, mà là update. Rồi tiếp theo, our record. Các bạn còn nhớ từ record, mình đã học rồi, có hai nghĩa. Danh từ là hồ sơ, nhấn âm thứ nhất record, động từ ghi chép, nhấn âm thứ hai record. Our record show that you took a blood pressure test. Your test this time show that your blood pressure is doing quite well for a man your age. I am very pleased. Các bạn highlight cho mình cụm từ pleased to note. Thì ở đây chúng ta học được một cụm từ I am very pleased to note. Please luôn luôn có ed. Tôi rất lấy làm vui để mà thông báo, để mà lưu ý với bạn rằng I am very pleased to note that your blood pressure is much lower than it was last time. It seems that the medication you have been taking is working well. Much lower, rồi các bạn highlight cho mình nguyên cụm từ này. Much lower, đây là dạng nhấn mạnh của hình thức so sánh hơn. Chúng ta sử dụng các từ như là much, far hoặc là even, dùng đứng đặt trước ngay hình thức so sánh hơn. Chúng ta đã học rồi các bạn ha. Đặt trước hình thức so sánh hơn mang nghĩa nhấn mạnh hình thức so sánh hơn. Much lower, thấp hơn rất nhiều. Hoặc là far lower than, thấp hơn nhiều, even lower than, thấp hơn nhiều. Mình sử dụng từ nào cũng được các bạn ha. Đặt ngay trước hình thức so sánh để nhấn mạnh cái sự so sánh. Tiếp theo, unfortunately, các bạn highlight luôn cho mình chữ unfortunately, không may thay. Unfortunately, không may thay. We do not have a record of the name of your medication on the file. Can you remember the name of the medication that you are taking? If you could send an email to my nurse with the name of the medicines, that would be very useful to us. His email address is... Also, there is a note in your file stating that you want your medical test result sent to your insurance. Các bạn highlight cho mình chữ insurance là bảo hiểm. Danh từ bảo hiểm, insurance, bảo hiểm. Your insurance company là công ty bảo hiểm. Which department do you want them sent to? Please let us know as soon as possible. Các bạn highlight cho mình cụm từ as soon as possible, càng sớm càng tốt, hoặc là ngay khi có thể. As soon as possible, càng sớm càng tốt hoặc ngay khi có thể. Và thông thường người ta hay viết tắt trong email là ASAP. ASAP, càng sớm càng tốt.
Regards, các bạn hãy like luôn chữ regards. Nó thông thường sẽ bằng với lại sincerely. Sincerely regard là những từ mình dùng để cuối thư thân mến hoặc là thân gửi. Tiếp theo chúng ta sang phần trả lời câu hỏi. Câu số 4. What kind of test did Mr. Thompson have done? Cái loại kiểm tra sức khỏe nào mà ông Thompson đã thực hiện? Thì từ khóa ở đây của chúng ta là từ test. Vậy thì với từ khóa này các bạn dùng từ test. Nhìn ngay lên bài và chúng ta dò thử xem các bạn ha. Chúng ta dò xem ngay dòng thứ 3 từ trên xuống. Ngay 4 chữ đầu tiên luôn. A blood pressure test. Vậy thì chúng ta dễ dàng biết được đây là kiểm tra huyết áp. Một bài kiểm tra huyết áp. A blood pressure test. Ngay dòng thứ 3 từ trên xuống. Vậy thì đáp án chính xác ở đây chúng ta sẽ dễ dàng tìm được là câu C. A high blood pressure test. Nó chỉ thêm vô một từ high thôi các bạn ha. Tiếp theo sang câu thứ 5. Where will Mr. Thompson's medical test results be sent to? Cái nơi nào mà những kết quả kiểm tra sức khỏe của ông Thompson sẽ được gửi đến? Vậy thì từ khóa ở đây là từ send to, the test sent to. Vậy thì ngay trên bài chúng ta vừa mới đọc các bạn ha, các bạn chú ý đoạn gần cuối bài 1. Sang đoạn thứ 2 luôn các bạn ha, dòng thứ 3 từ dưới tính lên. Also, there is a note that your file setting that you want your medical test result sent to your insurance company. Và đồng thời thì cũng có một cái ghi chú nói rằng bạn muốn kết quả kiểm tra sức khỏe của bạn được gửi đến công ty bảo hiểm. Vậy thì đáp án chính xác ở đây của chúng ta dễ dàng là câu B, his insurance company. Tiếp theo câu hỏi số 6. What is true about Mr. Thompson's blood pressure? Điều gì là đúng về huyết áp của ông Thompson? Vậy thì từ khóa ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy là từ blood pressure. Vậy thì các bạn dùng cái cụm từ khóa này đem lên bài đọc chúng ta dò. Trên bài đọc các bạn thấy ngay từ dòng thứ 3, từ trên tính xuống, blood pressure. Vậy thì mình sẽ dịch luôn dòng thứ 3 và dòng thứ 4 nha. Kết quả kiểm tra lần này cho thấy rằng huyết áp của ông đang khá là tốt đối với một người đàn ông trạc tuổi như ông. Và chúng tôi rất lấy làm vui khi thông báo rằng huyết áp của ông lần này thấp hơn rất nhiều so với lần trước. Vậy thì thấp hơn nhiều rồi và huyết áp đang rất là tốt, có nghĩa là huyết áp bình thường. Vậy thì đáp án dễ dàng chúng ta suy ra đáp án là câu D, it is normal, huyết áp bình thường. Câu thứ 7. What information does the doctor need? Cái thông tin nào mà bác sĩ cần? Vậy thì từ khóa ở đây chúng ta là information. Thì ở đây chúng ta đọc bài, các bạn thấy ngay chỗ unfortunately, ngay ngay giữa đoạn giữa của đoạn đầu tiên, unfortunately, không may thay. Và mình sẽ dịch luôn đoạn này ha. Không may thay, chúng tôi không có bản ghi chép về tên của loại thuốc mà ông đang dùng trong cái file. Ông có thể nhớ tên của loại thuốc này, của loại thuốc mà ông đang dùng, và nếu như mà ông có thể gửi cho email cho y tá của tôi với cái tên của loại thuốc này thì nó sẽ rất là dễ dàng cho chúng tôi. Và đây là email của ông ta. Vậy thì thông tin bác sĩ cần đó là loại nào các bạn ha? Tên của loại thuốc, đáp án chính xác là câu B, the name of his medication. Tiếp theo chúng ta sang bài đọc thứ 3, reading number 3. Các bạn nhìn sách starter TOEIC trang 61. This is a chart of the food pyramid. The food pyramid serves as, các bạn highlight cho mình cụm từ serve as, có chức năng là, serve as, có chức năng là. Serve as the basic guide to make healthy food choices. If you take a look, các bạn highlight luôn cho mình cụm từ take a look là xem xét bằng với take a glance. Take a look, take a glance, xem xét. If you take a look at the guide, you can easily see which food group you should be eating. Mình có cụm từ should be eating. Ở đây là dạng nhấn mạnh các bạn ha, hình thức nhấn mạnh. Should be cộng verb in cũng bằng như là should verb, nhưng mà nhấn mạnh hơn một chút, bạn thật sự nên ăn. Và should be verb in là thật sự nên làm gì đó. Các bạn highlight luôn cho mình chữ according to là theo như. According to, theo như. Và sau according to là luôn luôn một danh từ hoặc là cụm danh từ. Và theo như trong bài chúng ta thấy, according to the pyramid, theo như cái tháp dinh dưỡng này.
Đây là một danh từ các bạn ha. Các bạn lưu ý sau according to luôn luôn là một danh từ hoặc một cụm danh từ. According to the pyramid, most of your daily food should consist of. Các bạn highlight cho mình cụm từ consist of. Bao gồm bằng với là include. Consist of. Bao gồm bằng include. Consist of bread, rice and cereal. Các bạn highlight luôn chữ cereal. Danh từ ngũ cốc, cereal, ngũ cốc. These are the food in the bottom level of the pyramid. Almost equal to these, but not quite as much, should be vegetables and fruits. Therefore, you can feel free to go ahead and eat lots of fruits and vegetables every day. Servings of meat, fish, eggs, and daily foods, with include milk, cheese, should be much smaller. Sugar should be the smallest portion. Các bạn highlight chữ portion là tỷ lệ. Portion, tỷ lệ. Tiếp theo, of course, your daily nutritional. Các bạn highlight cho mình chữ nutritional, dinh dưỡng. Nutritional, dinh dưỡng. Of course, your daily nutritional needs will vary according to your activity level and lifestyle. Mình gặp lại cụm từ according to là theo như, và các bạn thấy nhận thấy sau đó là một danh từ do activity level and lifestyle, nguyên một cụm danh từ. You do not have to follow the food pyramid, but it is a good way to be sure you will get the healthiest benefits from your daily food. If you keep a copy of the pyramid stuck to the door of your refrigerator, it will remind you to plan your daily meals wisely. Các bạn highlight cho mình chữ wisely, một cách khôn ngoan. Wisely, một cách khôn ngoan. Tiếp theo chúng ta sang phần câu hỏi. Câu hỏi số 8. Which of the following are dairy products? Phần nào sau đây là những sản phẩm được làm từ sữa? Dairy product là sản phẩm được làm từ sữa, và nó sẽ bằng với lại từ dairy foods, và nó chính là từ khóa của câu hỏi số 8 này luôn. Vậy thì chúng ta sẽ đem từ khóa này lên bài và chúng ta tìm luôn các bạn ha. Dairy foods or dairy product, các bạn sẽ dễ dàng tìm được ngay giữa đoạn văn từ dòng thứ 7 từ dưới tính lên, ngay hai chữ cuối cùng dairy food. Vậy thì mình sẽ dịch luôn câu này ha. Những cái thức ăn như là thịt, cá, sữa và thức ăn làm từ sữa, dairy food, which include milk and cheese, cái mà bao gồm sữa và phô mai thì nên được ăn phần ít nhiều hơn, ít hơn nữa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án là câu A, milk and cheese, sữa và phô mai. Câu số 9, what is the purpose of the food pyramid? Mục đích của cái tháp dinh dưỡng này là gì? The food pyramid là tháp dinh dưỡng, tháp thức ăn. Vậy thì các bạn dễ dàng nhận thấy cái từ này chính xác là từ khóa của câu hỏi số 9 này. Và mình đem từ khóa này vô trong bài, mình cùng tìm các bạn ha. Từ food pyramid xuất hiện ngay dòng đầu tiên luôn. Mình sẽ dịch dòng đầu tiên luôn các bạn ha. Đây là cái biểu đồ của tháp thức ăn. Và cái tháp thức ăn này phục vụ như là một cái bản hướng dẫn, một sự chỉ dẫn cơ bản nhất để mà giúp người ta hình thành, để giúp người ta chọn lựa được những cái thức ăn tốt cho sức khỏe. Vậy thì giúp người ta chọn lựa những thức ăn tốt cho sức khỏe. Make healthy food choices. Đây chính là mục đích của tháp dinh dưỡng. Và chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là câu B, to help make healthy food choices. Tiếp theo câu hỏi số 10. Which food group has the second smallest serving suggestion? Cái nhóm thức ăn nào thì được gợi ý là món nên thấp nhất thứ nhì, thấp thứ nhì các bạn ha. Nhóm thức ăn nào được gợi ý là nhóm thấp thứ nhì? Các bạn nhìn vô đây, nhóm thấp thứ nhì ngay trong bài của chúng ta. Đó là đáp án là câu B, dairy, meat, fish and egg. Lúc nãy chúng ta vừa dịch luôn các bạn ha, những món như là thịt, cá, trứng và thức ăn làm từ sữa bao gồm sữa và phô mai thì nên được hạn chế hơn. Và cái nhóm mà được hạn chế đầu tiên đó là sugar. Sugar should be the smallest portion of all. Sugar phải được hạn chế đầu tiên và sau đó đến thịt, cá, trứng, sữa, hết này nọ các bạn ha. Đáp án chính xác là câu B. Sang câu thứ 11. What affects your daily food needs?
điều gì ảnh hưởng đến những cái nhu cầu thức ăn hàng ngày của bạn. Vậy thì nhu cầu thức ăn hàng ngày, daily food needs, chính là từ khóa của câu hỏi này. Chúng ta cùng nhìn lên đoạn văn chúng ta tìm các bạn ha. Daily food needs. Rồi chúng ta tìm thấy có một từ need ngay dòng thứ 5 từ dưới tính lên. Dòng thứ 5 từ dưới tính lên. Ngay cái đoạn of course, your daily nutritional needs will vary according to your activity level and lifestyle. Dĩ nhiên rằng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn sẽ phụ thuộc dựa vào những hoạt động hàng ngày và phương cách sống, phong cách sống của bạn. Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn được, chọn được đáp án ở đây là your activity level and lifestyle. Đáp án chính xác là câu C, your lifestyle and activity. Tiếp theo chúng ta sang bài đọc cuối cùng, bài đọc thứ tư, reading number 4. Các bạn lật sang trang 62. Chúng ta cũng sẽ cùng đọc bài luôn ha. Health Clip Sports Center Annual General Meeting. Các bạn highlight cho mình từ annual, hàng năm, thường niên. Nó sẽ bằng với là once a year hoặc là yearly. Annual, hàng năm, thường niên, bằng với once a year, bằng yearly. Tiếp theo các bạn highlight luôn ngay dòng thứ 3. Conference là hội nghị. Conference, hội nghị, bằng với convention. Và conference room là phòng họp, phòng hội nghị. Tiếp theo các bạn highlight ngay chỗ dòng mục số 2, resurface là tái mặt bằng, resurface, tái mặt bằng, tennis court, sân tennis, contractor, nhà thầu. Dòng thứ 3, mục thứ 3 các bạn highlight luôn chữ offender, người vi phạm, offender, người vi phạm. Và các bạn highlight luôn cho mình chữ breakage, vết nứt, vết rạn vỡ, breakage, vết nứt. Và policy là chính sách, policy, chính sách. Tiếp theo, memo là thư báo nội bộ, memo, thư báo nội bộ. I know that you will be unable to. Mình có cụm từ be unable to là không thể. Trước đây mình học cụm từ be able to cộng với là verb nguyên mẫu là can, có thể. Và bây giờ chúng ta học thêm một cụm nữa là be unable to, verb nguyên mẫu can't bằng với lại can't là không thể. I know that you will be unable to attend this year's meeting on the 25th. So I am sending you the agenda. Các bạn highlight chữ agenda là lịch trình bằng với lại schedule. Please take a look. Take a look mình mới học là xem xét. Take a look at it before the meeting and give me your opinion on the items. Item là thứ, món, mục. Items. We have decided to resurface the tennis court. Tennis court là sân tennis. And need to choose from three contractor. Contractor là nhà đầu tư, nhà đấu thầu, contractor, nhà thầu. I will send you their price list and a voting form later. Everyone at the meeting will have a chance to vote. Các bạn highlight luôn từ vote là bầu chọn, vote, bầu chọn hoặc là bỏ phiếu. As you know, we have suffer. Mình có thêm từ suffer là chịu đựng, suffer, chịu đựng. We have suffered a lot of broken windows recently. I would appreciate là cảm kích hoặc đánh giá cao. Appreciate, cảm kích, đánh giá cao. I would appreciate it if you could flex me your idea on how to deal with. Mình có cụm từ deal with bằng với lại solve, bằng resolve là giải quyết. Deal with bằng solve, resolve là giải quyết và thông thường sẽ đi cùng với lại problem, deal with the problem. The fourth item of the agenda refers to renting equipment. Chúng ta có cụm từ refer to là về việc gì. Refer to về việc gì đó. We will limit rental to 1 hour on weekends and 2 hours during the week. Only member will be able to rent equipment on weekends. This brings us to the next item. All member will be required to show their membership card in order to. Chúng ta có thêm cụm từ in order to bằng với so as to bằng
to, để mà. In order to, bằng so as to, bằng to, để mà. In order to use the sport centers at a discounted, mình có thêm chữ discounted bằng với decrease, bằng decrease là giảm giá. Discounted bằng decrease, decline, giảm giá. Và chúng ta học thêm được một từ price là giá cả. Và thông thường đi với giá cả, mình sẽ có những tính từ bổ nghĩa cho giá cả như sau. Ví dụ, affordable price, giá cả phải chăng. Reasonable price, giá cả hợp lý. Competitive price, giá cả cạnh tranh. Chúng ta có 3 cụm từ bạn ha. Affordable, reasonable và competitive, giá cả phải chăng, hợp lý hay là giá cả cạnh tranh. Tiếp theo, please send me your thought as soon as possible. As soon as possible là càng sớm càng tốt, hoặc ngay khi có thể, ASAP. And I will talk to you in person. Mình có thêm cụm từ rất là quan trọng, in person là trực tiếp. Talk to you in person là tôi sẽ nói chuyện với bạn một cách trực tiếp. Tiếp theo chúng ta sang phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 12. How often does Health Clip Sports Center hold a general meeting? Thì đối với dạng câu hỏi bắt đầu bằng chữ how often, đây là câu hỏi hỏi mức độ thường xuyên. How often hỏi bạn thường xuyên làm cái gì trong đó bao lâu, mức độ thường xuyên của hành động đó. Thì ở đây là trung tâm thể thao Health Clip thường tổ chức cuộc họp tổng kết vào thường tổ chức cuộc họp họp tổng kết trong bao lâu một lần các bạn ha. How often, thường gì, mức độ thường xuyên, thường tổ chức trong bao lâu. Vậy thì có đáp án ngay câu trong tựa đề đầu tiên luôn các bạn ha. Ngay cái tựa đề Health Clip Sports Center Annual General Meeting, cuộc họp tổng quan hàng năm thường niên. Annual là hàng năm thường niên, nó bằng với lại once a year và bằng với yearly. Vậy đáp án của chúng ta là câu C. Câu số 13. How will the center choose someone to repair the tennis court? How will, ở đây là câu hỏi về thể cách các bạn ha. Làm thế nào? Trung tâm này làm thế nào để chọn ra được cái người sửa chữa sân tennis? Làm thế nào để họ chọn ra các bạn ha? Thì từ khóa ở đây chính là từ choose. Vậy thì các bạn sử dụng từ khóa ngay cái bức thông báo memo thư báo nội bộ bên dưới ha. Ngay cái thư báo nội bộ bên dưới, dòng đầu tiên của đoạn thứ 2. Mình sẽ dịch luôn các bạn ha. Chúng tôi đã quyết định tái thiết mặt bằng của sân tennis và cần phải chọn trong 3 nhà đầu tư. Tôi sẽ gửi cho bạn danh sách giá và những cái phiếu để mà chúng ta bầu chọn sau. Và mỗi người ở cuộc họp thì sẽ có một cơ hội để mà bầu chọn, bầu cử. Vậy thì họ dùng cách nào để mà chọn ra nhà đầu tư các bạn ha? Chúng ta bầu chọn vote. Chọn đáp án là câu C. Everyone will vote for a company. Tiếp theo câu hỏi số 14. Why will Jennifer Martin be unable to attend the meeting? Tại sao Jennifer Martin lại không thể có mặt ở cuộc họp? Thì câu này rất là dễ các bạn ha. Các bạn để ý ngay dòng cuối cùng của bản thư báo nội bộ. Xin hãy gửi cho tôi suy nghĩ của bạn càng sớm càng tốt. Và tôi sẽ nói chuyện với bạn trực tiếp ngay sau khi bạn trở về từ kỳ nghỉ. From your vacation. Vậy thì cô Jennifer Martin này đã đi nghỉ rồi. Chúng ta dễ dàng chọn đáp án là câu B. She will be on vacation. Tiếp theo câu hỏi số 15. Which of the following statement about rental is correct? Câu khẳng định nào sau đây là đúng về việc cho thuê? Việc cho thuê rental, nó chính là từ khóa của câu hỏi này. Rental, và chúng ta sử dụng từ này. Nhìn lên bài và chúng ta sẽ tìm được đáp án các bạn ha. Chữ rental nó xuất hiện ngay chỗ dòng thứ, ngay đoạn thứ 2 của bản thư báo nội bộ, dòng thứ 4 từ dưới tính lên, ngay chỗ we will limit rental to 1 hour on weekend and 2 hours during the week. Các bạn thấy chưa ạ? Chúng tôi sẽ giới hạn việc cho thuê cho đến 1 tiếng đồng hồ vào cuối tuần và 2 tiếng trong tuần. Và chỉ có những thành viên mới có thể thuê được các thiết bị vào cuối tuần. Và điều này dẫn đến một cái điều kiện thứ hai, đó là tất cả những thành viên sẽ được yêu cầu cho xem thẻ thành viên để mà được sử dụng trung tâm thể thao ở một cái giá chiết khấu. Nguyên cái đoạn thứ hai chỗ đó. Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận được là câu nào đúng về việc cho thuê các bạn.
Đáp án chính xác về việc cho thuê. Việc cho thuê này thì sẽ kéo dài 1 tiếng đồng hồ vào cuối tuần và 2 tiếng đồng hồ trong tuần. Vậy thì đáp án chính xác ở đây là câu C. Chỉ những thành viên mới có thể thuê được thiết bị vào ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy tức là ngày cuối tuần các bạn ha. Câu hỏi số 16. What problem has the sports center been having? Cái vấn đề nào mà trung tâm thể thao này đang gặp phải? Vấn đề đang gặp phải, từ khóa ở đây là từ problem. Vậy thì câu này rất dễ. Các bạn chú ý đoạn thứ hai của bảng thông báo nội bộ. Dòng thứ ba từ trên xuống. As you know, we have suffered a lot of broken windows recently. Như bạn đã biết, chúng ta đang phải chịu đựng quá nhiều cái cửa kính bể gần đây. Vậy thì vấn đề problem ở đây là gì? Các bạn chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là câu B. Window have been broken.